thì chúng ta phải làm sớm và làm ngay từ đầu. Những cái vấn đề mà liên quan tới tới đất phèn là việc thứ nhất là thiết kế hệ thống kênh mương. Và như vậy là chúng ta sẽ đưa nước vào và chúng ta sẽ xả phèn ra. Và trước cái lần lòng đất sau cùng, anh có thể có cái gờ anh móc sau cái trang đó để nó móc những cái rãnh xương cá, để có thể là cái việc mà khi mình đưa nước vào, chúng ta bón lân bón vôi gì đó, nó sẽ rọt phèn xuống những cái mương phèn, nó sẽ thuận lợi hơn và cải tạo đất phèn rất là tốt. Bây giờ trong cái trường hợp anh, cái ruộng anh là có nổi ván phèn, thì cái việc đầu tiên chúng tôi khuyến cáo anh là nên tìm cách để đưa nước vô, nước rồi chúng ta xả cái phèn này ra. Nó, nếu mà đưa nước vô thuận lợi thì anh có thể đưa nước vô rồi đưa nước ra là khoảng 2 lần, tức là xả bớt cái phèn này ra rồi anh rút nước để còn xăm sắp thôi. Và chúng tôi đề nghị anh xử lý bón lân để hạ độc phèn, và đồng thời bón lân để cung cấp cho cái bộ rễ để có thể nó có đủ sức tốt để mà chịu đựng trong cái điều kiện phèn này. Và một cái việc nữa là gì, tức là sử dụng các loại kích kháng, ví dụ có thể plastic gì đó, giúp trong cái điều kiện mà cây lúa cái bộ rễ nó khó khăn phát triển, thì chúng ta đưa những cái chất kích kháng nó vào thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cây lúa mọc trên đất phèn nó dễ hơn. Và để tránh cho cái vấn đề là cái ván phèn và nước phèn nó đè lúa chết á, là anh phải triệt để là rút nước bớt đi, là chỉ chừa lắp sắp hoặc là ít thôi, thì để cho cái lúa nó phát triển được. Chúc anh Nguyễn thành công, xin cảm ơn. Cảm ơn phó giáo sư. Thưa bà con, có lẽ là ở đầu vụ lúa này thì một trong những vấn đề mà bà con nông dân rất là quan tâm đó chính là đối tượng cỏ dại. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến cỏ dại. Và sau đây thì chương trình xin tiếp tục chuyển một câu hỏi liên quan đến cỏ dại đến cho tiến sĩ Trần Dụ Phến giải đáp. Câu hỏi của khán giả Trịnh Tấn Thành ở Tân Hồng Đồng Tháp hỏi là có phải mà bà con chỉ diệt cỏ dưới ruộng, trên ao, trên bờ thì ruộng của bà con không diệt, cho nên làm cỏ lây lan. Xin hỏi cỏ có lây lan qua đường nước hay không? Và nếu như mà ruộng kế bên có cỏ nhiều, mùa nước nổi, sóng gió thì có làm lây lan qua ruộng của mình hay không? Xin mời. Xin chào anh Thành và bà con xem đài. Cái nhận định của anh Thành thì tôi thấy nó cũng rất là hay. Ở chỗ là như vậy thì anh đã có cái quan sát và anh cũng đã có những ghi nhận. Và mặc dù anh là câu hỏi nhưng mà tôi nghĩ chắc là anh cũng đã biết cái chuyện là chắc chắn thì cỏ có thể lây lan theo nước. Và vậy cái vấn đề ở chỗ là bây giờ bên cạnh cái anh nhận định như vậy, anh có cái thắc mắc là giờ là cỏ từ đâu mà có. Thì thật ra là chúng ta biết là cỏ để có thể phát triển và hình thành một cái cho mình gọi là một cái đám cỏ đi, thì nó phải có cái nguồn hạt giống. Và cái nguồn hạt giống nó thông thường là từ đất. Và cái thứ hai nữa, một cái nguồn nữa là từ chỗ khác mang tới. Thì khi đó là nó mới có thể là nó nảy mầm, rồi sau đó nó phát triển dần dần thì nó tạo thành một quần thể cỏ mới. Do vậy thì trong cái vấn đề quản lý cỏ, người ta cũng có cái khuyến cáo, bên cạnh cái việc mà chúng ta xử lý trực tiếp lên những cái cỏ mà nó hiện diện và nó cạnh tranh, nó gây hại trên cái ruộng mình đang trồng, thì đối với một số loại cỏ, trừ những cái loại cỏ mà thuộc cái nhóm mà chúng ta, tại vì chúng ta cũng là kết hợp giữa quản lý cỏ và cái quản lý dịch hại tổng hợp, do đó có một số loại cỏ có hoa và thông thường là thuộc cái nhóm cây họ cúc, thì cái đó là chúng ta có thể cũng an tâm ở chỗ là cái cỏ thuộc cái nhóm họ cúc thường thường nó lại phát tán là theo gió. Và vậy thì khi mà chúng ta muốn mà duy trì được cái quần thể thiên địch ở trên ruộng để nó phát huy được cái hiệu quả, thì cái đó chúng ta có thể giữ những cái cỏ đó. Còn những loại cỏ khác thì thông thường thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp để chúng ta kiểm soát nó, chúng ta quản lý nó, chứ nếu không thì nó có khả năng là nó tạo ra những cái hạt rồi sau đó nó lây lan, nó phát tán và nó xâm nhiễm vào trong cái ruộng của mình. Thì một số ý kiến trao đổi với chúng ta có thể thử đó. Xin chào. Xin cảm ơn tiến sĩ. Thưa thạc sĩ Lê Công Bằng, như từ ngay những phút đầu của chương trình thì chương trình có chia sẻ là cỏ sót cũng là một trong những tình trạng mà thường hay gặp ở ruộng lúa của bà con và nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Chẳng hạn như câu hỏi của khán giả tên là Hà Văn Toàn ở Giá Rai, Bạc Liêu cũng có hỏi là xịt phút để trị cỏ sót vào thời điểm nào là tốt nhất, đó là quan tâm của bà con. Xin chào anh Toàn. Xịt phút vào thời điểm tốt nhất đó là điểm sau khi xạ lúa chúng ta từ 5-15 ngày, và đặc biệt là anh quan sát trên đồng ruộng cỏ từ 2-3 lá là đây là điều kiện tốt nhất cho anh xử lý lúa cỏ. Và để đảm bảo hiệu quả hơn nữa thì anh nên trước khi phun thuốc cỏ thì đất anh đủ ẩm,
để mục đích là gì? Để giúp cho cây cỏ chúng ta sinh trưởng phát triển bình thường. Thứ hai nữa là chúng ta sau khi phun từ 12 đến 24 giờ, chúng ta đưa nước vào. Mục đích đưa nước vào là giúp cho thứ nhất là chúng ta khống chế những cỏ khác chuẩn bị nảy mầm lên, và thứ hai giúp cho quá trình là nước góp phần cho cây cỏ chúng ta nó sẽ bị giảm hiệu lực, cũng như là nó bị đè ép và nó chết tiếp theo. Thứ ba nữa là nước là mục đích là giúp cho cái tại cỏ bút là cỏ lưu dẫn, thì chương trình lưu dẫn có nghĩa là trong quá trình cây cỏ nó phải chuyển ra quá trình phát triển bình thường, nó phải có nước hút nước và trao đổi chất, chính vì vậy mà chúng ta cần nước là để cho giai đoạn này. Và cũng lưu ý là anh là nên phun tốt nhất là cỏ từ 2 đến 3 lá sau khi chúng ta phát hiện trên đồng ruộng. Xin chào anh. Xin cảm ơn bác sĩ. Và trở lại với phần tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, thì xin nêu đến phó giáo sư câu hỏi của khán giả tên là Giả Thiện Thành ở Long Phú, Sóc Trăng. Khán giả này hỏi là tôi sử dụng giống OM4900 sẽ được 3 ngày nhưng mà lên yếu. Tôi sử dụng Plasti cộng với Pus thì có được hay không? Và có làm giảm tác dụng của thuốc và làm giảm năng suất lúa hay không? Xin mời phần trả lời. Anh Thành thân mến, lúa anh mới xạ được 3 ngày. Thành ra là ở đây là anh nên quan tâm tháo bớt nước ra để cho nó cái cây nó mọc tốt. Và anh xem xét lại nếu mà ruộng lúa anh có thể là nó bị phèn hay nó bị thiếu dinh dưỡng gì đó thì anh có thể xử lý trong giai đoạn đầu này, hoặc có thể là phun Plastimula sớm. Tức là thông thường thì hướng dẫn Plasti là phun vào được 7-10 ngày, nhưng mà trong trường hợp này anh có thể đưa vào sớm để có thể giúp cho cái cây lúa nó có thể lên tốt được. Đặc biệt là thuốc cỏ đó, thì thạc sĩ Bằng mới vừa có nói đó là thuốc boost là hậu nảy mầm. Mà hậu nảy mầm thì anh phải chờ cho cỏ nó lên tới 2-3 lá. Và cái thông thường là phải đạt cái giai đoạn khoảng 7-8 ngày gì đó thì anh mới phun cái thuốc cỏ nó mới tốt được. Và đặc biệt là hồi nãy giờ các diễn giả chúng tôi đã trình bày đó, thuốc cỏ là phải xịt riêng, không trộn với các loại thuốc khác, và xịt theo hướng dẫn trên bao bì cho nó thật là tốt thì mới phát huy được cái tác dụng thuốc cỏ là tối đa. Đó. Và đặc biệt là cái liều lượng, nồng độ sử dụng, cái độ ẩm lúc phun, và sau khi phun 24 giờ phải tìm cách đưa nước vào, thì đó là một số cái khuyến cáo. Và không nên, một lần nữa nhắc lại là không nên trộn thuốc cỏ với lại các thuốc khác. Chúc anh Thành thành công. Xin cảm ơn. Cảm ơn phó giáo sư. Và ngoài cái đối tượng cỏ dại thì bà con nông dân ở cụ thể là khán giả tên là Nguyễn Văn Sái ở thành phố Sóc Trăng thì cũng có quan tâm đến một cái đối tượng thiệt hại khác. Nội dung câu hỏi khán giả này nêu là lúa xạ được 3 ngày bị rầy đỏ, xin hỏi nên xử lý ra sao? Và xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nghe phần tư vấn của tiến sĩ Trần Vũ Phán. Xin chào anh Thái và bà con Sái và bà con xem đài. Thì theo tôi không biết cái này anh xạ lúa được 3 ngày thì tôi nghĩ chắc cái, lúc này cây lúa nó cái mầm nó cũng còn rất là thấp thôi. Bởi vậy thì cái hiện tượng mà bị rầy đỏ này tôi nghĩ chắc là chắc cũng chưa có nhiều đâu. Nhưng mà do cái vụ của mình, nếu trong trường hợp mình quản lý nước không được đó, trong cái ruộng của mình cái điều kiện mình quản lý không được đó, thì vẫn có khả năng xảy ra. Thì cách giai đoạn này thì tôi nghĩ chắc xả 3 ngày thì cái chuyện mình cho nước trở lại thì nó cũng có thể dễ dàng. Và như vậy thì thông thường đối với rầy đỏ thì nếu mình cho nước vào thì có khi là bản thân cái nước nó cũng có thể là giúp cho cái rầy này nó sẽ bị chết đi. Thì do đó là chúng ta có thể đơn giản là như vậy. Còn nếu trong trường hợp mà không đưa nước được vào thì chúng ta cũng phải xem coi cái tình hình bị thiệt hại cỡ nào thì chúng ta mới quyết định cái là chúng ta có cần phải xử lý hay không. Thì khi xử lý thì dĩ nhiên chúng ta sẽ chọn một vài cái loại thuốc nào đó, thuốc trừ thuộc cái nhóm trừ rầy để chúng ta có thể xử lý thì sẽ đạt được hiệu quả. Còn về loại thuốc cụ thể thì không biết là cái ý đối câu này thạc sĩ Bằng có ý kiến gì liên quan đến sử dụng thuốc không? Xin mời thầy. Nếu mà trường hợp này thì có anh, nếu mà đặt về thấy kẹt chúng ta phải can thiệp thuốc, thì bên ngư điện chúng tôi có cái sản phẩm mà chích nhanh và lưu dẫn thời gian ngắn là khoảng 40 ngày, đó là cái Metagon. Ở đây là sản phẩm trị gầy mà công ty chúng tôi khuyến cáo là nên phun vào giai đoạn áp lực gầy cao, và gầy chúng ta là gọi gầy chữa và gầy di trú, thì chúng ta sử dụng sản phẩm là rất hiệu quả. Xin chào. Xin cảm ơn tiến sĩ những trao đổi cũng như là tư vấn vừa rồi. Thưa thạc sĩ Lê Công Bằng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại trao đổi một chút xíu đối với cái sản phẩm Plasti thông qua câu hỏi của khán giả tên là Trần Sà Bích ở Trần Đề Sóc Trăng. Hỏi là giống lúa 4900 nước nanh trộn Plasti thì có bị ảnh hưởng đến ruộng hay không? Và khi mà lúa đã được 5 cho đến 7 ngày, xịt Plasti lần 2 thì có được hay không? Xin chào anh Sà Bết.
Thì nếu mà lúa anh nước nanh, anh xử lý ti đúng là cái hiệu quả là tốt nhất, và chúng tôi khuyến cáo anh là nên sử dụng giai đoạn này, mục đích là giúp kích thích cho ra mầm ra rễ tốt và cân đối giữa mầm và rễ. Thì khi lúa chúng ta cái mầm của rễ nó khỏe thì chúng ta gãi xuống đất thì nó sẽ bắt đất phát triển liền và hạn chế những điều kiện bất lợi như là nắng nóng, mưa nhiều hoặc là ngộ độc bèn hữu cơ, thì lúc đó cái lúa chúng ta sẽ vượt qua trường hợp này. Và anh hỏi là 5 đến 7 ngày phun lắp ti lần 2 được không? Thì xưa anh được nhưng mà hiệu quả không cao. Bởi vì 5 7 ngày thì chúng ta thấy lúa chúng ta khoảng 3 4 lá mà cây rất nhỏ. Thì nếu mà ta phun vào thì cái lượng tiếp xúc từ cái thuốc mà vào cái cây thì rất ít, thì lúc đó cái hiệu quả thì cho cái cây phát triển được tốt hơn thì nó không cao. Mà chúng tôi thường khuyến cáo là chúng ta từ 12 15 ngày cái giai đoạn này cái lúa chúng ta 4 5 lá và cái thân và cái lá nó dài ra, thì lúc đó ta phun vào thì tỷ lệ tiếp xúc được cao hơn và lúc đó cây lúa chúng ta sẽ phát triển được mạnh mẽ tốt hơn. Thì anh cố gắng đợi thêm vài ngày nữa và chúng ta phun. Và điều lưu ý là nếu mà anh phun trong giai đoạn từ 15 ngày, có nghĩa là anh phun hoặc là những giai đoạn nào anh trước kể phân từ 3 đến 4 ngày, mục đích là giúp tạo cho cây lúa của anh khỏe, tạo được hệ rễ và sẵn sàng để lấy dinh dưỡng, thì lúc đó anh phun vào thì nó thích hợp nhất. Xin chào anh. Xin cảm ơn thạc sĩ. Thưa bà con, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một quan tâm khác của vị khán giả tên là Trần Kha ở Lần Phú, Sóc Trăng. Khán giả này hỏi là lúa xà được 18 ngày thì bón phân DAP cộng với ure cộng với khai quang bột thì có được hay không? Và một câu hỏi khác nữa là một miếng ruộng mà đã được 19 ngày thì phun ngừa đậu ôn có được hay không? Và sau đây xin mời ý kiến trao đổi cũng như là tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ. Dạ, anh Trần Kha thân mến. Là lúa mà xà được 18 ngày thì các nhà khoa học khuyến cáo có thể là bón phân đợt 2. Và như vậy bón phân đợt 2 thì anh nên bón DBUR là đúng rồi. Tuy nhiên ở đây các nhà khoa học là khuyến cáo là không nên sử dụng cái thuốc khai quang. Tại vì cái thuốc khai quang là nó rất là độc. Và con biết là những cái thuốc này là dần dần là sẽ hạn chế và đi tới cấm luôn. Và tại sao bà con sử dụng cái thuốc khai quang? Là tại vì bà con sợ là bón phân nó quá dư, rồi cái lúa nó quá rộp. Thành ra bà con dùng cái biện pháp sử dụng cái thuốc khai quang để làm cho cái sự phát triển của lúa nó bớt lại tránh đổ ngã. Do vậy là cái nguyên nhân chủ yếu là bà con bón dư phân, thành ra mới sử dụng cái chất khai quang này. Các nhà khoa học chúng tôi là không có cực lực là phản đối cái vấn đề này. Bà con nên bón phân đợt 2 cân đối hợp lý. Ví dụ như cái ruộng mà trung bình, lúa phát triển trung bình, bà con bón khoảng bao DB, bao ure trong hecta là 50kg, DB 50kg ure thôi. Đó, không nên bón nhiều. Còn nếu mà đất tốt, đất đen mà lúa phát triển quá tốt, bà con có thể cắt giảm còn xuống chừng 4kg ure, 4kg DB công thôi. Đó, và không có cần sử dụng những cái loại thuốc mà cho nó đứng lúa, sừng lúa lại như là thuốc khai quang. Đó, thì đó là chúng tôi xin lưu ý như thế. Và chẳng thà chúng ta bón giảm lại và chúng ta sử dụng cái plastic để giúp cho tiết kiệm phân mà đồng thời là không có dư phân, thì giải pháp đó chúng tôi cho là thân thiện với môi trường, phù hợp với lại cái túi tiền của bà con mà tạo nên một cái hiệu ứng tốt cho cái cây lúa nữa. Thì đó là một cái việc mà chúng tôi xin khuyến cáo như thế. Vấn đề thứ hai là bệnh đậu ôn. Nguyên tắc là gì? Là bệnh là chúng ta phải phát hiện sớm và khi phát hiện rồi mới phun. Chứ là toàn bộ cái ruộng chúng ta mà chưa có vấn đề gì, đặc biệt đậu ôn là khi bắt đầu nó giáp tán, tức là lúa khoảng 30 ngày đó, thì cái hiện tượng đậu ôn nó mới nhiều. Do đó nếu lúa 19 ngày mà quan sát không thấy có vết chấm kim thì chúng tôi khuyến cáo không phun. Bà con đi thăm đồng thường xuyên, khi nào phát hiện những cái chỗ lúa dày, lúa tốt có vết chấm kim thì lúc đó bà con chủ động phun, và phun cái đó là phát hiện bệnh sớm và chủ động phun ngừa. Chúc anh Trần Kha thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến giải đáp của Phó Giáo sư, cũng như là xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Vũ Phến và Thạc sĩ Lê Công Bằng đã có phần trả lời cho những câu hỏi giao lưu của bà con trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa bà con, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng phần trả lời câu hỏi của bà con tại đây. Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi giao lưu của bà con gửi đến chương trình mà chương trình vẫn chưa kịp giải đáp cho cái thời lượng của chương trình có hạn, mong bà con thông cảm. Và những câu hỏi còn lại mà chưa kịp giải đáp cho bà con trong chương trình ngày hôm nay thì nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành sẽ tiếp tục trao đổi và giải đáp cùng với bà con trong vòng 48 giờ thông qua số điện thoại mà bà con đã gọi về giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa bà con, và nếu như cần tìm hiểu về những cái biện pháp kỹ thuật canh tác cũng như là phòng trừ dịch hại thì bà con cũng có thể gọi đến số điện thoại tư vấn của chương trình sức mạnh sinh học công ty Tân Thành, số điện thoại là 1800 1083, để bà con được nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành giải đáp. Vâng, thưa bà con, và còn bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với tên của những khán giả mà sẽ nhận được quà tặng của chương trình ngày hôm nay, thì bây giờ chương trình cũng xin chuyển đến bà con một thông tin vui. Vậy thông tin đó là gì? Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau.
Vụ lúa hè thu năm 2014 được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, công ty Tân Thành xây dựng tổ liên kết sản xuất lúa ST20 tại ấp Lao Dên, xã Dương Bình, huyện Trần Đề với 20 nông dân và diện tích đất là 40 hectare. Hợp đồng được thỏa thuận giữa hai bên là công ty cung ứng giống ST20 cấp xác nhận, hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo quy trình sức mạnh sinh học, bao tiêu sản phẩm với giá 1 kg lúa tươi là 8.000 đồng. Nếu tại thời điểm thu hoạch, lúa ST20 được thị trường bên ngoài mua 7.000 đồng 1 kg lúa tươi, thì công ty sẽ nâng giá mua bao tiêu lên 8.300 đồng 1 kg. Về phía nông dân phải tuân thủ quy trình kỹ thuật canh tác đề ra, tự mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và khi thu hoạch vận chuyển lúa ra bờ kênh bán toàn bộ sản phẩm cho công ty. Vụ này, anh Lâm Ươn đưa 50 công tầm lớn của mình vào sản xuất trong cánh đồng lớn của tổ hợp tác sản xuất lúa ST20. Đây là vụ đầu tiên anh đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Bây giờ mới cắt được mấy miếng công cũng được 885 kg, bán được giá 8.000, rồi tính chi phí rồi còn lại từ 4 triệu tới 5 triệu, còn số hộ khác còn lời nhiều hơn tôi nữa. Ở khu vực này, cánh đồng lúa ST20 của công ty Tân Thành trúng mùa so với trà lúa thơm khác, năng suất bình quân trên 6,5 tấn một hecta. Áp dụng quy trình sức mạnh sinh học, cây lúa khỏe, ít bị nhiễm dịch hại, chi phí giảm hơn 3 triệu đồng một hecta so với bên ngoài. Theo các thành viên trong tổ, bên cạnh lợi nhuận, bà con được hiểu thêm về biện pháp canh tác thân thiện hơn với môi trường, như sử dụng các chế phẩm sinh học thay dần thuốc hóa học, không lạm dụng thuốc, chỉ phun thuốc khi thật sự cần thiết. Mình xài bằng phần cái thuốc sinh học, ít có ảnh hưởng tới môi trường. Là ấp Lao Dơn này làm 20 mấy hộ, thấy ai cũng đều được trúng mùa hết, thấy lợi nhuận thì nó rất là cao. Theo kết toán của tổ liên kết sản xuất lúa thơm ST20 ấp Lao Dơn, xã Dương Bình, 1 hecta đạt lợi nhuận từ 30 triệu đến hơn 40 triệu đồng. Đây là con số rất hấp dẫn trong vụ lúa hè thu này. Chính quyền địa phương, thì đảng ủy, ủy ban dân xã thì cũng sẽ liên hệ với công ty, sẽ cố gắng mở rộng thêm cái diện tích bao tiêu để mà làm sao cho người nông dân đem lại cái lợi nhuận để cải thiện cái cuộc sống và góp phần cho cái công tác mà làm giàu cho cái người nông dân ở xã nhà. Thông tin từ công ty Tân Thành, vụ lúa đông xuân này sẽ không mở rộng diện tích sản xuất lúa ST20 trong tổ liên kết sản xuất lúa thơm ở ấp Lao Dên. Mục tiêu của công ty là sẽ định hướng cho nông dân trong tổ liên kết sản xuất lúa thơm theo lô banh gáp. Tuy nhiên, để sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn này, cần phải thực hiện từng bước trên diện hẹp để nông dân nhận thức được lợi ích nhiều mặt của mô hình, sau đó nhân ra để đảm bảo chất lượng. Công ty cũng muốn cho nông dân ý thức từ cái học hỏi từ cái mô hình lô banh gáp. Thì cái quy trình này cũng tương đối khó, có một số nông dân thì cũng nhận thức được, nhưng mà còn có một số nông dân phần lớn thì cũng chưa. Thì sắp tới công ty cũng muốn ý thức cho nông dân được cái nhận thức được cái vấn đề mà bảo vệ môi trường. Và thứ hai là từ cái đó làm cho cái nông sản nó sạch hơn và an toàn hơn. Từ quy trình sức mạnh sinh học nâng lên thành quy trình lô banh gáp, công ty Tân Thành đã góp phần đắc lực vào việc nâng cao giá trị lúa gạo Việt Nam, bảo vệ môi trường và sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, tăng thu nhập cho nông hộ. Nhưng quả thật đây là một thông tin vui đúng không thưa bà con, với một cái mức lợi nhuận rất là hấp dẫn. Và qua cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là công ty Tân Thành đang cùng với ngành nông nghiệp xây dựng những cánh đồng lúa lớn theo hướng an toàn và bền vững, nhằm mục đích là đem lại lợi nhuận ổn định cho bà con nông dân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ nhân của 6 phần quà của chương trình Sức mạnh sinh học ngày hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Tuyền. Xin cảm ơn chị Thế Thảo. Kính thưa bà con nông dân, với nội dung của chương trình là diệt trừ cỏ sót cho ruộng lúa, chương trình cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi tình huống và ảnh, và đã có 3 câu hỏi được đưa vào chương trình kỳ thứ 32 này và được nhận quà tặng của chương trình. Xin được chúc mừng nông dân Thạch Phon ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nông dân Nguyễn Văn Tới ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nông dân Châu Vĩnh Khai ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Và đối với câu hỏi giao lưu qua tổng đài 0793 526 526, ban thư ký cũng đã chọn ra 3 câu hỏi hay thuộc về 3 nông dân. Nông dân Phạm Văn Hoàng ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0125454744. Nông dân Trịnh Tấn Thành ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0983247509. Và nông dân Tăng Khiêm ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại 0169334780. Quà tặng sẽ được công ty chuyển qua đường bưu điện đến bà con nông dân trong vòng 7 ngày. Xin lưu ý với bà con là hãy giữ số điện thoại liên lạc với chương trình để chúng tôi thuận tiện liên lạc lại. Thưa bà con,
chương trình sức mạnh sinh học luôn mong muốn chuyển giao những giải pháp kỹ thuật giúp bà con nông dân ứng dụng thành công trên đồng ruộng của mình để nâng cao năng suất, giá thành, chất lượng và lợi nhuận cao. Rất mong bà con luôn đồng hành và đóng góp ý kiến để chương trình ngày càng phong phú, đa dạng và sát với thực tế. Phần công bố nông dân có câu hỏi hay xin được tạm dừng. Xin mời chị Thế Thảo tiếp tục nội dung chương trình. Cảm ơn biên tập viên Thanh Tuyền. Thưa bà con, và Thảo cũng xin thông báo thêm là chương trình sức mạnh sinh học kỳ 32 này sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ 10 phút thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014. Mời bà con và quý khán giả đón theo dõi lại chương trình. Ngoài ra thì bà con cũng có thể truy cập vào địa chỉ website của đài, đó là www.thst.vn để xem lại chương trình. Và sau đây thì Thảo cũng xin thông báo thêm một chút xíu về chủ đề của chương trình kỳ sau, kỳ thứ 33 của chương trình sức mạnh sinh học, có chủ đề là phòng trừ dịch hại đậu vụ lúa đông xuân. Và chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2014. Mời bà con và quý khán giả đón theo dõi và đặt câu hỏi giao lưu cùng với chương trình này. Thưa bà con, và Thảo cũng xin nhắc thêm là trong mỗi kỳ trực tiếp của chương trình sức mạnh sinh học đều có 6 phần quà để tặng cho bà con. 3 phần dành tặng cho 3 câu hỏi hay của ảnh gửi về tham gia với chương trình, và 3 phần dành tặng cho 3 câu hỏi hay giao lưu trực tiếp với chương trình qua số tổng đài 0793 526 526. Còn bây giờ thì trước khi khép lại chương trình thì Thảo cũng xin chân thành cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, cảm ơn tiến sĩ Trần Vũ Phến, cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng đã trao đổi và tư vấn cho bà con trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn kỹ sư Triệu Minh Tường cũng như là bà con nông dân ở câu lạc bộ nông dân Tân Thành, xã Thành Tân, huyện Thành Trị đã đem đến cho chương trình ngày hôm nay phần hỏi đáp rất là sinh động. Và cũng xin chân thành cảm ơn bà con và quý khán giả, những người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và đặt câu hỏi giao lưu cùng với chương trình. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.